Này Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp là tám giải thoát, là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng chấp do tám giải thoát, do tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng chấp thuộc tám giải thoát, thuộc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng chấp nương tám giải thoát, nương tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tuy biết các pháp như ảo ảnh, cho đến như ảo thành, mà chẳng chấp là ảo ảnh, cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh, cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh, cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh, cho đến nương ảo thành. Này Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp là bốn niệm trụ, là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng chẳng chấp do bốn niệm trụ, do bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo, cũng chẳng chấp thuộc bốn niệm trụ, thuộc bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo, cũng chẳng chấp nương bốn niệm trụ, nương bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo, là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tuy biết các pháp như ảo ảnh, cho đến như ảo thành, mà chẳng chấp là ảo ảnh, cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh, cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh, cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh, cho đến nương ảo thành. Này Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp là pháp môn giải thoát không, là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng chấp do pháp môn giải thoát không, do pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng chấp thuộc pháp môn giải thoát không, thuộc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng chấp nương pháp môn giải thoát không, nương pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tuy biết các pháp như ảo ảnh, cho đến như ảo thành, mà chẳng chấp là ảo ảnh, cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh, cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh, cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh, cho đến nương ảo thành. Này Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp là mười địa Bồ Tát, cũng chẳng chấp do mười địa Bồ Tát, cũng chẳng chấp thuộc mười địa Bồ Tát, cũng chẳng chấp nương mười địa Bồ Tát, là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tuy biết các pháp như ảo ảnh, cho đến như ảo thành, mà chẳng chấp là ảo ảnh, cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh, cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh, cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh, cho đến nương ảo thành. Này Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp là năm loại mắt, là sáu phép thần thông, cũng chẳng chấp do năm loại mắt, do sáu phép thần thông, cũng chẳng chấp thuộc năm loại mắt, thuộc sáu phép thần thông, cũng chẳng chấp nương năm loại mắt, nương sáu phép thần thông, là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tuy biết các pháp như ảo ảnh, cho đến như ảo thành, mà chẳng chấp là ảo ảnh, cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh, cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh, cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh, cho đến nương ảo thành. Này Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp là 10 lực Phật, là 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 Pháp Phật bất cộng, cũng chẳng chấp do 10 lực Phật, do 4 điều không sợ, cho đến 18 Pháp Phật bất cộng, cũng chẳng chấp thuộc 10 lực Phật, thuộc 4 điều không sợ, cho đến 18 Pháp Phật bất cộng, cũng chẳng chấp nương 10 lực Phật, nương 4 điều không sợ, cho đến 18 Pháp Phật bất cộng, là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tuy biết các pháp như ảo ảnh, cho đến như ảo thành, mà chẳng chấp là ảo ảnh, cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh, cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh, cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh, cho đến nương ảo thành. Này Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp là pháp không quên mất, là tánh luôn luôn xả, cũng chẳng chấp do pháp không quên mất,
do tánh luôn luôn xả, cũng chẳng chấp thuộc pháp không quên mất thuộc tánh luôn luôn xả, cũng chẳng chấp nương pháp không quên mất nương tánh luôn luôn xả, là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa. Tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành, mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành. Này Kiều Thi Ca, nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp là trí nhất thiết, là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng chẳng chấp do trí nhất thiết, do trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng chẳng chấp thuộc trí nhất thiết, thuộc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng chẳng chấp nương trí nhất thiết, nương trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa. Tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành, mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành. Này Kiều Thi Ca, nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp là tất cả pháp môn đà la ni, là tất cả pháp môn tam ma địa, cũng chẳng chấp do tất cả pháp môn đà la ni, do tất cả pháp môn tam ma địa, cũng chẳng chấp thuộc tất cả pháp môn đà la ni, thuộc tất cả pháp môn tam ma địa, cũng chẳng chấp nương tất cả pháp môn đà la ni, nương tất cả pháp môn tam ma địa, là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa. Tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành, mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành. Này Kiều Thi Ca, nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp là quả dự lưu, là quả nhất lai bất hoàn a la hán, cũng chẳng chấp do quả dự lưu, do quả nhất lai bất hoàn a la hán, cũng chẳng chấp thuộc quả dự lưu, thuộc quả nhất lai bất hoàn a la hán, cũng chẳng chấp nương quả dự lưu, nương quả nhất lai bất hoàn a la hán, là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa. Tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành, mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành. Này Kiều Thi Ca, nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp là quả vị độc giác, cũng chẳng chấp do quả vị độc giác, cũng chẳng chấp thuộc quả vị độc giác, cũng chẳng chấp nương quả vị độc giác, là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa. Tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành, mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành. Này Kiều Thi Ca, nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp là tất cả hạnh đại bồ tát, cũng chẳng chấp do tất cả hạnh đại bồ tát, cũng chẳng chấp thuộc tất cả hạnh đại bồ tát, cũng chẳng chấp nương tất cả hạnh đại bồ tát, là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa. Tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành, mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành. Này Kiều Thi Ca, nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, cũng chẳng chấp do quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, cũng chẳng chấp thuộc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, cũng chẳng chấp nương quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa. Tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành, mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành. Này Kiều Thi Ca, đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa như thế, tuy biết các pháp như ảo ảnh, như chiêm bao, như tiếng vang, như ảnh tượng, như bóng nắng, như bóng sáng, như sự biến hóa, như ảo thành,
mà Đại Bồ Tát ấy chẳng chấp là ảo ảnh, là chiêm bao, là tiếng vang, là ảnh tượng, là bóng nắng, là bóng sáng, là sự biến hóa, là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh, do chiêm bao, do tiếng vang, do ảnh tượng, do bóng nắng, do bóng sáng, do sự biến hóa, do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh, thuộc chiêm bao, thuộc tiếng vang, thuộc ảnh tượng, thuộc bóng nắng, thuộc bóng sáng, thuộc sự biến hóa, thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh, nương chiêm bao, nương tiếng vang, nương ảnh tượng, nương bóng nắng, nương bóng sáng, nương sự biến hóa, nương ảo thành.